Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Đây chính là chiếc iPhone 10S Max. Có lẽ là các bạn cũng đã xem cái video mình đã chia sẻ về chiếc 64GB của mình thì nó bị lỗi một chút, và mình đọc comment thì có rất nhiều bạn anh hùng chia sẻ bảo là cái thằng này xàm lờ, chả biết cái mẹ gì về công nghệ, phiên bản 64GB với 256GB chỉ khác nhau về dung lượng ổ cứng thì làm sao mà nó khác biệt nhau cái gì. Thì đấy, đúng, trên lý thuyết là như vậy, nhưng mình gặp rất nhiều phiên bản 64GB bị lỗi tương tự là như mình, mà iPhone 10S cũng như 10S Max còn gặp rất nhiều phốt khác. Tuy nhiên thì mình cũng đã may mắn có ở đây một cái phiên bản 256GB và nó sử dụng rất ổn định trong vài ngày vừa qua, và mình sẽ chia sẻ những cái trải nghiệm thực sự rất là đáng giá của mình với chiếc điện thoại này dành cho các bạn, để xem với cái mức giá đấy là khoảng hơn 30 củ, nhưng các bạn giờ bây giờ có thể tham khảo tại 7net và nguồn hàng bây giờ cũng đang rất là ổn định rồi, thì có nên lựa chọn sản phẩm này hay là không. Sắp tới đây thì hàng Việt Nam cũng sẽ bán với cái mã VN-A và cái mức giá cũng sẽ rất tốt, lại còn được tặng rất là nhiều quà nữa, nên nếu các bạn muốn thì cũng có thể đợi thêm một thời gian nữa. Ok, thì cái điều đầu tiên là các bạn sẽ có một kích thước nó lớn hơn hẳn so với iPhone 10, và khi các bạn cầm trong tay ạ thì các bạn sẽ thấy nó to hơn và nó đầm tay hơn. Đối với nhiều người đã quen sử dụng những cái chiếc điện thoại màn hình lớn rồi, kiểu như là mình này, mình dùng Galaxy Note 9 các thứ, thì các bạn sẽ thấy là cái màn hình của cái sản phẩm này nó không bị chênh lệch quá nhiều so với những thiết bị cũ. Chúng ta sẽ có nhiều không gian trải nghiệm và cũng như cái cảm giác cầm nắm trong tay thì nó cũng đỡ bị hụt. Nhiều người thì vẫn chia sẻ là iPhone 10 nó bị hụt tay quá, mình cũng đã từng bị như vậy. Nên là bây giờ chuyển sang dòng sản phẩm này thì nếu kể cả bạn nào mà không muốn dùng ốp thì kích thước tổng thể của iPhone 10S Max cũng là khá là ok rồi. Và đến phía bên trong, màn hình có kích thước lên tới là 6,5 inch và nó rất lớn. Có tay thỏ, thôi bỏ qua đi, đây là một cái điều mà mình sẽ phải chấp nhận thôi, chứ mình không phải là thuộc team tay thỏ. Và kích thước màn hình lớn kéo theo một thứ là cái không gian trải nghiệm cực kỳ lớn. Các bạn lướt Facebook, mọi thứ đều to ra, các bạn chơi game, mọi thứ đều to ra, không gian trải nghiệm cũng thoải mái hơn, đã hơn, và xem video, xem phim các thứ cũng dễ chịu hơn trên cái sản phẩm này. Thế nhưng có một thứ mà mình thấy vô cùng là lạ luôn ấy, đấy là cái khả năng tối ưu diện tích sử dụng, gọi là tối ưu cái độ phân giải hiển thị, thì lần này nó lại không hề tốt một chút nào. Ở đây các bạn sẽ có hai cái mức thu phóng, đây là tiêu chuẩn và thu phóng lớn hơn một chút xíu, và cái cỡ chữ mình cũng đã kéo về cái mức đấy là nhỏ nhất có thể rồi. Thế nhưng nó lại có một cái vấn đề, đấy là nó không hề hơn một chút nào so với là chiếc iPhone 10 bình thường. Ví dụ như là hàng icon này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hàng, 7 hàng, 4 cột, tương tự như iPhone 10. Tức là nếu như các bạn muốn có cho mình một cái không gian hiển thị lớn hơn so với iPhone 10 thì đây lại không phải là một sự lựa chọn dành cho các bạn, mà nó vẫn chỉ tương tự như iPhone 10 thôi. Mình nghĩ là trong những cái bản cập nhật phần mềm tiếp theo thì nó sẽ ok hơn. Và một điều nữa, đấy là chất lượng hiển thị của iPhone 10S lần này mình thấy tốt hơn so với iPhone 10. Đặt cạnh hai sản phẩm thì mình vẫn thấy là màn hình của iPhone 10S này, Max này, nó trong hơn, nó đẹp hơn. Và cái không gian màu hiển thị thì mình cũng đánh giá là nó sẽ lớn hơn. Khi nào mình kiếm được những cái máy chuyên dụng thì mình sẽ chia sẻ đến cho các bạn sau. Hiệu năng, phần mềm, camera và pin. Thì nói về hiệu năng trước, thực sự mà nói thì Apple A12 4GB nó vô cùng mượt mà luôn, nó cực kỳ mạnh mẽ luôn. Nhưng nếu so sánh với cả iPhone 10 ạ, với những cái tác vụ mà mình sử dụng thì nó không thấy nhiều sự khác biệt. Nó vẫn cực kỳ là nhanh, cực kỳ là mượt mà. Đây là do sự tối ưu của iOS rồi, cũng như là con chip Apple A12 thì nó thực sự rất bá đạo ở thời điểm hiện tại. Và cái quan trọng hơn là với 4GB thì mình rất là hiếm khi thấy những cái ứng dụng phải reload lại. Kể cả như mình chơi Liên Quân, mình chơi chán chê đêm về mình chơi tiếp, nó vẫn tối ưu ở đây để lúc sau mình có thể kích hoạt lại, nó cũng truy cập vào game một cách rất là nhanh. Mà kể cả là các bạn có tắt ứng dụng đi và khởi động lại thì cái thời gian nó đáp ứng vẫn cực kỳ là ấn tượng, tại vì nó quá nhanh, quá nguy hiểm. Thế nhưng nó sẽ không có quá nhiều sự khác biệt so với iPhone 10 ở những cái tác vụ thông thường, mà nó sẽ chỉ thể hiện rõ ràng thông qua những cái ứng dụng. Ví dụ như là mình có cái iMovie ở đây này. Đó. Mình chỉnh sửa video các thứ, mình render video ra thì nó sẽ nhanh hơn kha khá so với iPhone 10. Nhưng mình nghĩ là cái lượng người sử dụng phần mềm iMovie hoặc là những cái phần mềm chỉnh sửa video trên điện thoại thì nó không nhiều, nên đây cũng không phải là một vấn đề quá là đáng ngại, cũng như là một cái vấn đề đáng để quan tâm đến. Tiếp theo là về phần camera. Cái thứ khiến mình rất là bất ngờ đấy là chất lượng camera của iPhone 10S Max nó tốt hơn so với là iPhone 10 thật, mà nó tốt hơn khá nhiều luôn đấy. Cái thứ nhất đấy là ảnh đo sáng tốt hơn, sáng hơn, cân bằng trắng tốt hơn, và tốc độ chụp cũng nhanh hơn, xử lý HDR cũng ngon hơn. Và kể cả khi bạn quay video thì mình không hiểu lý do tại sao khi mà hình như là nó tự auto bật luôn cái chế độ HDR, dẫn đến cái hình ảnh nó cân bằng sáng rất tốt. Còn đối với camera selfie thì lần này là iPhone đã có một cái tính năng đấy là cà da nhẹ. Nó sẽ giúp cho cái da mặt của bạn nhìn tự nhiên hơn, ít mụn hơn, nhưng mà nó không bị quá ảo. Và các bạn sẽ vẫn có những cái bức hình selfie chuẩn theo cái mục đấy là chân thực, nhưng là vẫn không bị kiểu nổi mụn miếng các thứ, nó nhìn hơi bị ghê quá. Nên nói chung là vẫn ok. Bạn nào theo team chân thực mà lại vẫn muốn làm đẹp thì đây cũng sẽ là một sự lựa chọn rất là ok dành cho các bạn. Và cuối cùng đấy là pin.
Viên pin của máy có dung lượng là 3174 mAh, tức là thực sự thì nó lớn hơn so với những chiếc điện thoại dòng Plus, nhưng nó không thấm thoát gì so với những cái sản phẩm flagship trên Android hiện tại với tầm khoảng 4000 mAh. Nhưng cái trải nghiệm thực tế của nó thì lại rất là ok. Như đây mình sẽ cho các bạn xem này, cái máy này của mình đang còn ở đây là 71%, các bạn thấy chưa, 71%, mình hạ xuống thêm một ít, 71%. Và đây mình chơi Liên Quân được tới 2 tiếng 4 phút, và ngoài ra mình sử dụng Facebook Messenger hay làm những cái việc khác. Nói chung là mình chơi game khá là nhiều trên cái máy này, và các bạn có thể thấy đây là cái máy ngon lành thì biểu đồ pin nó không hề bị sụt một tí nào trong cái khoảng thời gian ở đây, các bạn thấy chưa, kể cả lúc sau đây mình sử dụng ít pin nó sụt cực kỳ là ít luôn. Và nó sẽ chỉ sụt nhiều nhất vào cái khoảng thời gian mình chơi game, mình chơi Liên Quân Mobile chơi khoảng 2 tiếng ở đây. Thì 2 tiếng hơn chơi game mà sụt khoảng cứ cho là 20-25% pin đi, thì mình nghĩ là cái máy này nó sẽ đáp ứng thoải mái để mà các bạn chơi game vào tổng 7 tiếng liên tục. Thì mình nghĩ 7 tiếng với một chiếc điện thoại thuộc dòng flagship như thế này là cũng không phải là dạng vừa đâu, đúng không ạ? Thế nhưng mà điểm yếu nó đó là gì? Trong hộp không tặng kèm sạc nhanh, và nếu các bạn muốn sử dụng cái công nghệ sạc nhanh Power Delivery thì phải mua thêm rất là nhiều phụ kiện, mà nó đắt vãi cái đái luôn. Ngoài ra những cái trải nghiệm khác khá là đáng giá của mình với cái sản phẩm này đó là về cái màu sắc mới hơn, lạ hơn. Tuy nhiên thì mình vẫn đánh giá là nó không đẹp bằng cái màu trên iPhone 8 hay là 8 Plus. Nó có cái sạc nhanh không dây và nó hỗ trợ rất tốt với những cái đốc sạc không dây trước đây mà mình đang sử dụng. Nó có hệ thống loa ngoài rất ngon, nghe rất ấm, lớn hơn và không hề bị rè giống như là iPhone 10. Và trải nghiệm khi mà chơi game, xem phim, xem video trên cái này là thực sự rất thích. Kể cả nếu như các bạn mà hay có thói quen nghe nhạc bằng loa ngoài thì đây cũng sẽ là một cái sản phẩm nó rất đáng để các bạn quan tâm đến. Và ngoài ra thì hết rồi, không có vấn đề gì đáng nhắc đến nữa cả. Nhắc lại một lần nữa là cái máy này của mình thì rất là ngon, 256GB, và sóng sánh cũng ổn hơn rất nhiều so với phiên bản 64GB. Kể cả là mình có chơi game trong phòng ngủ hay là mình có nghe gọi, thực hiện cuộc gọi các thứ gì thì sóng rất ổn định và không hề bị gặp hiện tượng sụt một chút nào. Nói chung là ok. Và đó là những cái chia sẻ về trải nghiệm thực tế của mình về Apple iPhone 10s. Và bạn nghĩ sao về Apple iPhone 10s? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới. Đừng quên là giá đang thực sự rất tốt tại Xiaomi.net, và sắp tới hàng chính hãng VN xảy ra sẽ còn có mức giá còn tốt hơn cả thời điểm hiện tại như các bạn đang thấy nữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!